Dạ, em là Nguyễn Gia Bội Linh. Năm nay em 21 tuổi. Em chuẩn bị đi du học Canada. Em nghĩ là có cơ hội làm quen với nhiều bạn ở những quốc gia khác. Với lại mình được tiếp xúc một cái nền văn hóa mới. Hơn nhất là không có người thân ở bên cạnh. Em sẽ học ở trường Saskatchewan Polytechnic. Em học ngành Business Marketing ở thành phố Moose Jaw. Trường này rất là phát triển ở cái tỉnh bang đó. Môi trường đó có đa ngành nghề để mình lựa chọn, thì cũng rất là hỗ trợ sinh viên trong việc học tập cũng như là xin vé quốc tế khi mà mới sang vậy. Và từ khi mà em còn học cấp 3 thì có một vài thành viên trong gia đình của em đã đi du học rồi, thì họ là người truyền cảm hứng cho em. Cái người truyền cảm hứng cho em là một người quen của ba em, cũng như là một người anh họ của em. Còn người mà ủng hộ em nhất là ông nội của em. Em chọn Canada bởi vì học phí cũng như là tài chính gia đình của em đáp ứng được. Em không có người thân bên Canada cho nên là em muốn xem đó như là một cuộc thử thách. Dạ, dạ, FTS là một viện miễn chứng minh tài chính, thì em chỉ cần đạt IELTS và 6.5 và tốt nghiệp cấp 3. Em biết công ty New World qua một buổi workshop du học, và các anh các chị còn hỗ trợ em rất là nhiều trong những cái vấn đề, những cái thủ tục để em nộp hồ sơ đi Canada.